Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Một đợt không khí lạnh mới sẽ lại ảnh hưởng xuống nước ta trong đêm nay và ngày mai, khiến cho khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như vùng biển phía Bắc của Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông trở lại. Nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật gia tăng. Đối với khu vực giữa của Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì thời tiết tốt, trời không mưa, gió yếu, sóng thấp. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức từ cấp 4 đến cấp 5. Đồng thời, mưa dông sẽ xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày, khiến tầm nhìn xa thường xuyên ở mức thấp, chỉ từ 4 đến 10 km. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực phía nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa cần hết sức lưu ý. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và bà con ngư dân đến với dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, dưới tác động của khối không khí lạnh ảnh hưởng xuống nước ta, từ đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ sẽ trở lại với thời tiết xấu. Gió chuyển hướng đông bắc không mạnh, chỉ khoảng cấp 4, nhưng mưa rào và dông xuất hiện nhiều, kèm theo nguy cơ cao về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng nằm trong vùng thời tiết xấu này, nên tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình trên cũng cần hết sức lưu ý. Nằm xa hơn về phía nam nên không khí lạnh đầu mùa được nhận định là sẽ chưa tác động gì đến khu vực biển miền Trung, vùng từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở đây vẫn duy trì thời tiết tốt, chỉ có mưa dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng, vì thế các hoạt động hàng hải trên khu vực vẫn có thể diễn ra tương đối thuận lợi. Với khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau. Dự báo trong những ngày tới, ngoài gió mùa Tây Nam đang có xu hướng gia tăng trở lại, thì ở đây còn có khả năng chịu ảnh hưởng của một vùng nhiễu động phát triển từ tầng thấp lên đến các mực khí quyển trên cao. Vì thế, từ chiều tối nay sang đến ngày 28 tháng 9, thời tiết ở đây sẽ chuyển xấu. Mưa dông có thể xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày. Kèm theo đó là nguy cơ cao về lốc xoáy và gió giật, nên tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cũng như là trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại cũng cần lưu ý. Chuyển sang vùng biển phía tây của Nam Bộ là vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc. Dự báo trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam ở đây cũng gia tăng về cường độ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cấp 4 nên chưa gây ra tình trạng biển động. Tuy nhiên, từ đêm nay trở đi, mưa dông cũng sẽ xuất hiện nhiều, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, chỉ còn từ 4 đến 10 km. Ngoài ra, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các tàu thuyền trên khu vực này. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và bà con có sự chuẩn bị tốt cho hành trình ra vào các đảo trong hôm nay và ngày mai. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.